Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời sẽ tiếp tục rét. Từ ngày 27 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Cụ thể, đêm 26 và ngày 27 tháng 2, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ 11 đến 14 độ C, Bắc Trung Bộ từ 14 đến 17 độ C. Trong hai đợt không khí lạnh mới này, nhiệt độ tại Hà Nội thay đổi chóng mặt. Ngày 26 đến ngày 27 tháng 2, nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C. Đến ngày 28 tháng 2, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 4 độ C và tiếp tục tăng trong ngày 29 tháng 2. Sang ngày 1 tháng 3, nhiệt độ tại thủ đô lại giảm 4 đến 5 độ C và kéo dài đến ngày 5 tháng 3 trời rét. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa nhỏ, mưa rào rải rác ở một vài nơi, nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ C, có nơi sẽ cao hơn. Còn vào ban ngày, cao nhất phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ C. Các tỉnh thành còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng đẹp, mức nhiệt ngày đêm duy trì ổn định. Tại khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng và kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, miền Tây có nơi trên 35 độ C, độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất từ 30 đến 50%. Cơ quan khí tượng cảnh báo trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó thì độ ẩm trong không khí cũng giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ. Chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trước đó, tại huyện Akyu ở Tân Cương, Trung Quốc lại tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất có độ lớn 5,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu là 11 km. Trong khi đó, dự báo bão mới nhất cho hay gần như là mọi tiểu bang của Mỹ sẽ đón cơn bão mùa đông dữ dội vào tuần tới, gây mưa lớn và dông bão khắp đất nước. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, riêng khu Tây Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, vùng núi từ 9 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc từ 16 đến 19 độ, phía Nam từ 20 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, miền Đông từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi,
Đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thưa quý vị, theo dự báo từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc sẽ đón khoảng 2 đợt không khí lạnh, trời mưa nhỏ, mưa phùn và rét, có nơi rét đậm. Bên cạnh đó cũng sẽ có xu hướng xuất hiện thêm các sóng lạnh khác tăng cường xuống làm cho nền nhiệt ở mức thấp hơn so với cùng kỳ tháng 3 nhiều năm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt giảm mạnh, thấp hơn từ 5 đến 7 độ so với một ngày trước, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh tăng cường vào đêm ngày 26-27 tháng 2 có cường độ yếu, nhiệt độ giảm nhẹ, chủ yếu gây mưa. Đợt không khí lạnh tràn về từ ngày 1 tháng 3 dự báo cường độ mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đông Bắc Bộ có thể xảy ra rét đậm, Tây Bắc Bộ trời rét. Tại Hà Nội, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, hầu hết các ngày trời âm u, nhiều mây, có mưa nhỏ. Trong đó, ngày 2 đến 3 tháng 3, thời tiết thủ đô khả năng xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ ngày đầu tháng 3 dao động từ 16 đến 20 độ C và giảm khoảng 1 độ C trong ngày hôm sau. Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm ngày 26 đến ngày 27 tháng 2 và từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét từ ngày 1 tháng 3. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng trong 10 ngày tới. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNC cho biết, nước này vừa xảy ra một trận động đất vào lúc 12 giờ 14 phút theo giờ địa phương, ngày 25 tháng 2. Trận động đất có độ lớn 5,8 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Akyu, hay còn gọi là A Hợp Kỳ, ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, với độ sâu chấn tiêu là 11 km. Theo CNC, tâm chấn của động đất nằm ở vị trí 41,15 độ Vĩ Bắc và 78,41 độ Kinh Đông, có độ lớn 5,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu là 11 km. Tân Hoa xã dẫn lời chính quyền địa phương cho biết không có báo cáo về thương vong hay nhà cửa bị sập, đồng thời cho biết thêm các khu vực xung quanh tâm chấn có dân cư thưa thớt. Ngoài ra, mạng lưới phân phối điện và lưới điện chính của địa phương vẫn đang hoạt động bình thường và hoạt động của tàu hỏa địa phương không bị ảnh hưởng. Trước đó một ngày, một trận động đất có độ lớn 5,3 cũng đã xảy ra tại huyện Ác Quy, thuộc châu tự trị Khắc Tư Lạc Tô, của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cơn địa chấn có độ sâu chấn tiêu 10 km với tâm chấn ở vị trí 41,12 độ Vĩ Bắc và 78,54 độ Kinh Đông. Người dân sống tại các khu vực cách tâm chấn tới 58 km cũng có thể cảm nhận được những rung lắc mạnh do trận động đất này. Cũng tương tự Trung Quốc, vừa qua một trận động đất mạnh 5,6 độ đã làm rung chuyển bờ biển Thái Bình Dương của Nicaragua. Viện Nghiên cứu Lãnh thổ Nicaragua, INTER cho biết, trận động đất xảy ra với tâm chấn nằm trên vùng biển cách bờ Thái Bình Dương của Nicaragua 23 km về phía tây nam, có thể cảm nhận rõ rung lắc từ thủ đô Managua. Nhà địa chấn học Domingo Namendi của INETER nhận định độ sâu chấn tiêu khoảng 34 km liên quan đến quá trình va chạm giữa hai mảng kiến tạo Cocos và Caribe, nhưng chưa dẫn đến nguy cơ sóng thần trên Thái Bình Dương. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản, nhưng Nicaragua cũng đưa ra cảnh báo. Phó Tổng thống Nicaragua, bà Rosario Murillo, thông báo đang phối hợp với các cơ quan hữu quan để đề phòng bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào sau động đất. Bà Murillo kêu gọi người dân Nicaragua bình tĩnh và áp dụng những kiến thức đã được tập huấn để tự chăm sóc bản thân và tìm tuyến đường sơ tán khi cần thiết. Nicaragua nằm ở sườn phía đông của vùng địa chất hoạt động tích cực nhất trên thế giới,
trong khu vực được gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Khu vực này ghi nhận khoảng 85% hoạt động địa chấn toàn cầu. Thưa quý vị, tại Mỹ, dự báo bão mới nhất cho hay, gần như mọi tiểu bang của Mỹ sẽ đón cơn bão mùa đông dữ dội vào tuần tới, gây mưa lớn và dông bão khắp đất nước. Có tới 50 triệu người có thể bị ảnh hưởng trong cơn bão này. Cơn bão mùa đông mới nhất dự kiến ảnh hưởng tới miền Tây nước Mỹ, gây mưa diện rộng. Cơn bão sau đó tiếp tục di chuyển về phía đông và ảnh hưởng khắp nước Mỹ trong suốt tuần sau. Trung tâm dự báo thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, NWS, đã công bố bản đồ dự báo tác động nhiều ngày của cơn bão mùa đông này, với vùng mưa lớn xảy ra ở Tây Bắc Thái Bình Dương, một phần của vùng Trung Tây và vùng núi ở phía Tây của nước Mỹ. Bản tin dự báo thời tiết nêu rõ, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2, cơn bão mới nhất sẽ gây mưa ở Texas, gây dông bão dữ dội và nhiệt độ cao hơn mức bình thường cho vùng Trung Tây. Đến ngày 29 tháng 2, mưa bắt đầu rơi ở các tiểu bang duyên hải ở bờ đông, giáp với Đại Tây Dương. Cơn bão mùa đông gây mưa khắp nước Mỹ, nhưng theo trưởng nhóm dự báo bão của NWS, ông Bob Oravec, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ ghi nhận tác động lớn nhất vì bão dự kiến gây mưa lớn và tuyết rơi trong tuần tới, với lượng mưa lên tới 177mm trong khu vực rộng khắp, từ dãy núi Cascade tới phía Tây. Bản đồ dự báo thời tiết từ AccuWeather cho thấy các bang Wisconsin, Illinois, Missouri và Arkansas sẽ đón dông bão từ tối ngày 27 tháng 2. Bão sẽ tiếp tục tấn công một vùng rộng khắp nước Mỹ từ Memphis, Tennessee đến Indiana và Ohio vào ngày 28 tháng 2. Theo AccuWeather, có tới hơn 50 triệu người có thể bị ảnh hưởng trong cơn bão mùa đông mới nhất ở Mỹ. Bản tin thời tiết của cơ quan này nêu rõ, thậm chí nguy cơ thời tiết khắc nghiệt có thể lan đến các khu vực của Appalachians và bờ đông vào ngày 29 tháng 2. AccuWeather cảnh báo một đợt không khí lạnh mạnh sẽ đi kèm với cơn bão mùa đông này. Trước đợt không khí lạnh mạnh, một luồng không khí ấm và ẩm sẽ đổ bộ khiến các bang ở miền Trung ghi nhận nhiệt độ trên mức trung bình vào đầu tuần tới. Bản tin lưu ý, nhiệt độ có thể tăng lên mức cao kỷ lục vào ban ngày và duy trì ở mức cao bất thường vào ban đêm ở hầu hết các bang miền Trung trước khi đón đợt không khí lạnh. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của báo điện tử VTC News hôm nay đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và an lành.